Luôn chào các bạn nha các bạn. Trời ơi trời. Nói chung là mình đang chở ông Lùng đi lấy xe cho bạn. Hồi sáng xe ông hư cái mình chở ông đi sửa, xong giờ chở lấy mà xe chưa có. Thích thèm. Anh em mình mới suy nghĩ được cái bạn cho này hay lắm bạn. Anh em mới đi mua luôn. Mới đi mua vừa xong luôn bạn. Đuổi mặt. Đuổi mặt đúng không? Cái này là để dành cho ông đuổi mặt. Ối máu đúng rồi. Anh em mình gánh gỏi xin ông nổi các bạn. Giờ mình cũng chiều rồi, anh em mình quốc ông xào phát là xong rồi, giống giờ bộ đủ ông đi giờ đập tay chuột. Okay, không? Okay, ok bây giờ anh em mình chạy lẹ đêm hồi tối hù các bạn, nên anh em mình các bạn đợi xíu nha, đợi xíu nha. A few moments later. Ok bạn, bây giờ mình đã mua cái gì, mình đã về tới cổng trại gì trong trong nhà không sao nha bạn. Hello bây giờ các bạn ha, bây giờ các bạn xem mình làm họa sĩ nha bạn, để mình thử coi này. Cái này là keo xịt tóc nha bạn, xịt sừng xịt tóc mà rửa cái chúng nó ra tủ. Wow để bây giờ mình đi mình đòi nợ không sao đâu, đòi nợ đúng rồi, đòi nợ đó, đủ đủ. Hư chơi gì thôi chứ, chơi xin liệt ông quýnh chết à. Vẽ này lẹ rồi. Quá dữ, trả nợ đúng không? Thấy tôi là chuyên gia mà đi phá hoại không? Quay xa thấy không được. Đồ, đồ. Đừng có mới đỏ á. Đúng rồi, đậu lâu luôn. Đậu lâu luôn. Muốn gì có đó. Quá dữ. Được chưa ông Lục? Được rồi. Chưa? Vẽ đậu lâu. Vẽ đậu lâu đi. Đậu lâu vẽ sao đây? Gạch chéo. Tại sao tôi nghĩ là chỉ có hoa với gạch chéo. Ủa, đậu lâu có mắt không? Có. Thế thầy mới trời. Thấy đầu lâu mà giống á đù lắm rồi đó. Đầu lâu gì á đù chứ trời. Trả nợ. Cái gì đó hoa mà cái gì? Cái này sao đúng đó mà gì không phát là cái gì bông hoa đâu vậy? Nhãn bướm luôn chồng. Đi dưới trên chỉ xàm trả nợ. Chỉ xàm vô. Ừ. Đúng. Quá đã. Ok chưa? Ok. Yeah. Ok. Đây, tôi nhớ là tôi sơn nó mới nhớ. Mà lúc đó ông cho phòng tôi ông sơn thấy thèm hả? Dạ. Yeah. Ông cũng ông sơn nhớ không nhớ lẹ đi trời được không? Ok rồi ok ông hả? Bây giờ ông đặt cái phải xong đi xong cũng đi cũng đi đặt đây, rồi đặt ok đây, chút nữa vô nói nhớ nói là xe mình sửa chưa xong nha. Ok đi. Ok bạn đi.
Trời ơi.
Ê, chạy lại, tao đi không nổi. Ừ. Này nè, không phải. Tôi lấy điện thoại ngay, tôi làm bằng chứng. Trời ơi, hai kia đây mất kia. Sao mà đi thui vậy? Trời ơi, thiếu ai trả cho người ta đi chứ ở đây anh em tôi ai mà sợ. Trời ơi, cái này giỏ nước lấy cửa tao nó chơi cái này lấy nước giỏ cái gào này đi xe bên này giỏ nước thì bị giỏ nước hai mày lấy nước miếng mày làm sạch sạch cái lưỡi làm nha thì rồi, không chịu khó anh chịu khó xịt cái đi hey, ông nhớ không hồi lúc đó trước cái ông vô lấy sơn xịt cái phòng tôi sao đâu ơi mày đâu không xịt đâu ông để cho mình trà tôi trà mình mày cũng nước là một mình mày trà còn bây giờ là mày với ngụm trà còn lao ông sơn cũng lũng xịt phải tôi xịt đâu hai bay đi bảy chục đi. Ông bay đi mà đi. Ông chơi không hàng tao nữa. Hàng gì? Tao nghe giả tính hai bay. Hai gì? Chơi tao làm cái vô ok đi lấy xe. Hai bay mà đi. Đâu một hai bay thấy anh. Thôi lấy chùi vô chùi. Chơi. Chơi. Chùi 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 đi vô nhà đi. Cái áo tao bự cái mày tới chuyện tao. Chùi. Chùi đi. Vô đi ta chùi. Chùi liền. Ai nó vậy đâu sao? Chùi chùi ha. Chứ mà ông xịt nhà nó tỉnh nó chùi nó giờ nó xịt. Dừng lại lúc trước nó không bắt. Nó không bắt tụi ta lại. Còn bây giờ ta đang bắt được rồi. Tao bắt được ra là tại tăng tay lại. Đâu đâu. Đâu không? Không cần. Nó đời máy sẽ lên là đủ bổng cũng hết. Đi vô đi chùi. Đi vô đi lấy vô mở nước rồi chùi. Bây giờ mày với thằng Lùng phun nước miếng nha. Trà cái cửa rồi đâu. Đi vô. Ừ, trà cho nó đi. Phụ miếng. Cái đậu không? Chùi. Chùi rồi. Đi chùi. Đi chùi. Cái đậu không? Không. Có cái quần đùi á. Mỹ ơi, đây, Mỹ tôi trà được rồi chứ. Mỹ tôi trà được rồi. Mỹ tôi trà được rồi. Chùi đi ông nội. Chùi đi ông nội, xe tôi bây giờ. Xe tao đâu, xe tao đâu chở. Ngày mai tôi không chở, không đi lấy xe luôn. Trời ơi, trời cái gì ông nội? Mỹ, Mỹ nó chùi thôi chứ. Đây. Cái này chạy là chạy cho hôm nay. Hôm nay gì? Bữa hổm ông xịt phòng tôi tự chùi. Tại mày không bắt lại, mày bắt được tao thôi. Ừ. Mấy này mấy tao chùi hết chứ. Quèo quá ngu. Sao nãy em xin nhanh tao. Không không. Sao nãy em xin nhanh tao. Lấy tao lấy xin được. Xin để tao sạch tương. Đúng rồi. Nãy giờ tao hơi bị nhiều đó. Tao bổng nó cứ cổ mày giống gì. Đâu không mà. Nói chung là giờ thôi. Mình không nói gì không có nói nhiều đó. Ủ không. Miễn mình chơi ông xíu. Trời ơi đúng rồi. Lấy ra sao chùi ông nội. Nhúng nước vô. Nhúng nước chùi sạch tao nha. Ông ăn gì ông thông minh dữ trời. Gì sàm gì? Sàm trả nợ. Ừ, sàm trả nợ đầu của ông ta thiếu nợ nào mà trả nợ. Ông thiếu nợ tôi chứ gì? Trời ơi, tôi dùng mắt mấy trả nợ. Ông thiếu nợ tôi mấy tỷ luôn. Ghê mày. Bây tôi mới lại nhà tôi đòi nợ không nè. Chùi đeo luôn. Chứ mày chứ. Bạn thấy ông sao ông tức phải cho mình like không mày. Bây giờ mình tắt máy. Mình chùi bạn thôi. Ông hôn ông đập xe mình thấy bà mình luôn mày. Dạ. Dạ. Khi mà tao quét cái ra là nó gò hai khốn mày nó xịt mình xịn tóc mình. Tại tao từng đi chơi ngoài tao biết được. Mà tao từng chơi tay nó sao tao biết được. Chuyện này không có mà. Đâu không có giờ không biết đâu nghe. Mà lại bên kia tao nó chửi. Tôi lấp rồi. Tôi lấp rồi. Bây giờ tắt máy luôn các bạn. Các bạn bây giờ mình chùi cửa xong sao mang không nổ đập xe mà thấy bà. Mình mà mới mướn hai con nô tì để nó lao cái cửa gào cho mình nha bạn. Đây. Đúng. Đúng hay đó. Chơi cùng đi tí hả? Ai? Mày chở ai đó rồi nè? Con ghép mà. Đây. Bữa nay mình bữa nay đâu không không quát cơm chăng giờ. Đúng, mình mới mướn được hai con nô tì để nó lao cái cửa gào cho mình các bạn. Đúng. Không không cho ăn
cơm với nước lọc luôn. Anh em chơi tình nghĩa rồi, người ta chơi xong tao rồi. Mày cái miệng mày đấu vợ mày bị bánh xe luôn. Đậu bọng mày không lao cái cửa thì gọi tao sạch thì mày cũng hiểu chứ mày không mày cái gì. Không ra là không ra sao mà không ra thì bây giờ mà nếu mà không ra, hàng bay gửi cửa tao đi hấp tỉnh điện tao. Đậu bọng mày đi. Tụi em đi hấp dầu luôn. Tao hả mày bữa nay. Ai đưa vô lồng sạch luôn á. Bữa nay tao có thằng cai te ở đây tao sợ nào. Ai? Thị Quy đó te. Làm nhanh hai con tay đưa lồng sạch cho tao không? Ừ. Bây giờ nãy mình mua nhiều sơn mình sơn cửa thành màu vàng luôn. Màu vàng màu xám cũng được chứ mày lau cho sạch kẹo lo. Cái này đâu tao mua tao nguyên nhớ tao tới. Ừ. Tất tới thì chỉ ra cửa. Tại sao mày ngon cơm mày nè, đâu có ra đâu kìa. Á đâu vậy? Cái này là kêu hậu trường không? Hậu trường của những hàng chi gu. Úp. Hai chi gu lấy tiếng. Đậu. Cho này giúp mình. Đậu chị bữa nay hai mày mà không lau sạch cái cửa gầu của tao ha. Thì hai mày có hiểu chú bạn có chi mặn như vậy. Đúng rồi. Mày nói chuyện vậy là thấy bực rồi mày, nha. Mày làm gì hai nô tỳ ơi. Mẹ nha. Bực rồi đó. Đậu nhanh nhỏ lẹ ơi. Bực rồi đó. Bực cái chơi tắt máy đi. Có chiếc chơi. Cái gì đó máy, mắc gì tao máy thì hộ tao mắc gì tao phải tắt. Có chiếc chơi chịu cho tắt đi. Ờ thì hộ tao mắc gì tao phải tắt. Rồi rồi, thôi để luôn đi ông trời. Tao nói rồi bữa nay mà nếu mà hai bay lao cái cửa gào tao mà không sạch như mới, không sạch tinh tôm ha. Chạy qua kia lấy áo lao, bọn này lao đây, thằng cửa lao lao hai bên. Đậu bọn luôn. Đốt mày đi quay đi. Đi quay ký đậu vô. Cú chứ mày. Đi quay đi. Lẹ. Miễn sao tao lao quá, cửa nhà mày. Đây đây, đây nha các bạn. Hai anh niên này cho mình nha bạn, nhưng mà bây giờ bị mình bắt đẩy nha bạn. Bởi vậy là nó phải lao cửa gào cho mình nha. Hai mày đâu? Ê lúc kia nó sướng lắm mà, giờ lúc chùi sao nó không sướng chừng à? Bỏ hai bay bỏ mày bỏ xe mày lại luôn hả gì? Xe tôi. Còn xe cà lem mày sửa đâu? Tôi chạy mày cũng vậy. Sửa đâu hở ông? Bao lại để thẳng tao hú bây giờ. Ơi, anh hàng xóm. Anh hàng xóm nói à, hàng nào mà đem ý kiến sao mình là hai nãy ha? Hai này nè. Trời ơi dữ vậy sao? Hai này nó xuống lộ anh một chú hút không? Đi giết con. Đậu bọng thiệt chứ. Ê, anh này đó nói là hai thằng xanh mình đem ý kiến là hai này nè, hai này là hai nô tỳ nè, đang lao cửa gào nè. Nô tỳ hai thằng cao á. Đây, đây. Hai nô tỳ lao cho sạch nha. Đúng. Đậu bọng nó cay quất nít giờ tao đâu. Đúng rồi. Làm ông nhẹ. Nãy giúp vậy thôi nha chứ cái này giúp không là hơi kêu gì tình nha. Đậu tóc đẩy liền chứ. Chơi tao là từng chơi người ta bằng những cái chai này mà làm sao tao không biết được trời trời mấy trời xàm trả nợ được dữ chưa. Mà đấy chạy. Bây giờ mày dốc cái dâu đi đậu bọng nó làm cho chạm mày giót đó thấy không. Đúng rồi. Cái gì lao gì đó gọi anh. Cái gì. Cái đậu bọng ngay đây cái tan trưởng tao luôn á. Ê thằng Quân kia. Cái đậu xanh hai bay chắc tan chửi tao luôn á. Ông mua vậy không ngoài đi vô. À hai này đã bỏ con với chợ vậy. Chắc hai bay tan chửi tao luôn quá. Vậy mày lên ta. Cái gì? Ông tôi vô luôn. Cái gì nữa? Bay đi. Kiểu anh em mà bỏ con với chợ trời. Hồi nãy ông nói tôi gu nữa thấy bực ông. Thôi mày gu lắm. Thôi tôi quá gu rồi tôi đi vô. Anh em tốt. Anh em tốt. Anh tốt là tiếp anh em tốt. Nó bỏ con với chợ anh em tốt. Cái gì đó? Cái đậu xanh của hẹn mấy đi ca, đậu bỏ mấy đi ca chơi vậy hay máu à? Chụp luôn hẹn tao đó luôn hả? Ừ, tự ơi nha, lau cho sạch rồi vô nha. Tôi chẳng có quýnh hàng bằng mày, làm ăn với bỏ, còn dưới chợ tôi bực quá. À, chắc tao quýnh bà mày luôn quá, đậu bọng. Quýnh gì tôi quýnh tôi có làm gì đâu. Không làm gì, mày có nhiệm vụ lao. Tôi cục nhân ông nội ơi, đậu không gió chiều nào đây chiều mày đó. Mày gói cục nhân. Đó chiều nào tôi bay chiều đó ông quay hoài. Đậu xanh nó bỏ vô chạy chạy. Tôi không nghĩ ông sao mà cái nhà ông vậy em để được hay ông lo dọn dẹp kìa. Đi lại rồi qua tao nói nhà vô giấy sườn. Trời nó không sao mày. Bây giờ mình vô nhà mình lấy mua tưa mình lấy remote cho mình sạch tưa mình lấy xà bông mình chài nữa mày. Cái chài như đây có nhiêu đâu. Nhưng mà mình đã bắt tẩy được hai nó cho mình nha bạn. Cuối cùng mình đã không bị cho mỗi cùng mình đã đài đỏ nó trả lại cho mình. Nói chung là quá vui nha bạn. Rồi bây giờ mình vô nhà để mình lấy cái mùi bánh bu tưa ra đi lấy xong ra mình chài ra cái cửa này gào xào chào 1 phút 30 giây với nhiều quá đơn giản. Thôi nói chung là mình tắt máy nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha.